Chào các bạn, chú Long. Chào Xin khán giả là chú chào Long. xin chào khán giả. Dạ khán giả ơi, hôm nay là chú Long được bác sĩ Phước ở ở nhà khoa Happy nè, Bình Tân. Bắt đầu đã bữa giờ là chú Long đã đeo thử cái bộ răng rồi, và hôm nay là cái buổi mà điều chỉnh cuối cùng và lắp ráp để cho chú Long được cố định luôn. Đây. Đây răng trước chú làm. Răng này. Rồi. Đây, cái màu răng đẹp quá ha, thi như thật. Đẹp quá. Hít nè, hít luôn. Cứng ngắc luôn ha. Wow. Quá đẹp. Các bạn thấy không? Một cái màu sắc nó tương đối, nó trắng, nhưng mà nó trắng với cái có độ trắng, nó ngà, nó có độ bóng, nó không nhìn là không không có biết là răng giả đâu. Rồi chú cắn lại xem. Có đau gì không? Không. Rồi chú chụp coi lại xem. Không. Rồi ok chú. Rất là tuyệt vời rồi. Rồi cắn lại con. Rồi. Rồi mình chú Long. Quá đẹp rồi, vậy là phải hát hay rồi. Coi như là cũng một phần cũng nhờ quý khán giả cũng ấy thương mến Chế Long, và cũng cảm ơn những nhà tài trợ của bác sĩ Phước đã sĩ giúp cho tôi có bộ răng để tôi giúp đời cho nó tên tôi thêm. Thôi bây giờ đáp cái lời đó thì chú Long phải hát một bài cho bác sĩ Phước, cho các cháu nhà khoa nè. Dạ. Vậy xuống dưới mới có lo chứ, cho đây sao có lo. Rồi, bác sĩ Phước thích không? Thích nghe chú Long hát không? Rồi, thích nè. Rồi, tôi hát xem có bị đớt chữ không? Chắc đỡ, chắc sẽ đỡ rồi. Đây ổn rồi, quen rồi. Là sao ổn rồi. Mặt okay, cười quá rất đẹp. Là đẹp ha. Cười tuyệt vời quá. Rồi bây giờ mời quý khán giả xuống dưới nghe chú Long hát tại chỗ để tặng bác sĩ nha. Dạ đây các bạn ơi, đây là hiện tại thì mình đang có mặt tại nha khoa Happy nha các bạn, nằm ở địa chỉ là 49 đường số 19 Bình Trị Đông, quận Bình Tân. Số điện thoại là 0936193738. Đã làm tài trợ cho chú Long bộ hai răng rất đẹp chú nghe đó, các bạn thấy không, cái màu trắng rất là gọi là tự nhiên, nhìn sẽ không biết, nếu mà các bạn làm thì các bạn nhìn không biết đâu, tại vì chẳng qua là mình nói đây là bộ răng sứ giả thì các bạn biết thôi. Đây là bác sĩ Phước đã làm bộ răng cho chú Long. Thì bây giờ là chú Long hát bài gì tặng cho bác sĩ Phước? Cảm ơn bác sĩ Phước, là tôi cũng hát bài Áo Cưới Màu Hoa Cà, các bạn tôi cũng thích chứ, có lúc đi lính nữa. Dạ rồi. Rồi chúng ở nhà đi chú. Từ lâu rồi tôi là lính chiến, quân anh còn trên miền, mỗi khi đơn vị dừng chân đòi quả tim, nhớ em nhớ cả nỗi niềm. Ngày nào tôi còn nhớ khi chúng mình ngâu em thường ngày ước mơ, bao giờ tôi chinh chiến ta sẽ nên duyên, nàng đôi mái áo cưới màu hoa cà cho em. Những hôm nay phố vườn còn lắm mưa bay, nếu đường đầy lấy trong cây ngồi nghe súng nổ tướng chừng mơ hồ, như tiếng báo vụ quỳ tiếng đưa một người đi.
năm trong đời. Tôi ngược chiến đấu cho tình mình về sau. Biết ai kia còn chờ mấy ngày hoa cười đắm tươi nở vào cuộc đời. Tròn màu hoa cả tim mấy đứa thương ước quyền sẽ là màu nhớ thương khi màn đêm vẫn lôi chia cánh đôi nơi thì màu hoa áo cưới đẹp biến bên em. Nhưng hôm nay phố vườn còn lắm mưa bay, nếu đường đầy rẫy trong cây, ngồi nghe súng nổ tưng tưng mơ hồ như tiếng báo vụ nguy, tiếng đưa một người đi. Mấy năm trong đời tôi ngược chiến đấu cho tình mình về sau. Biết ai kia còn chờ mấy ngày hoa cười đắm tươi nở vào cuộc đời. Tròn màu hoa cả tim mấy đứa thương ước quyền sẽ là màu nhớ thương khi màn đêm vẫn lôi chia cánh đôi nơi thì màu hoa áo cưới đẹp biến bên em ơi. Thì màu hoa áo cưới đẹp biến bên em. Thứ cảm nhận như sao? Đó là hay. Nghe rõ chữ hơn lúc chữ làm nè. Đúng rồi, nó ngay ngay gọi chữ luôn. Thấy hàm răng chú Long không? Tươi không? Đó, đẹp quá đẹp. Cảm ơn bác sĩ Phước nha. Thiệt á, rất dữ, con còn trẻ mà con nhìn cái bộ răng con cũng thấy rất là hài lòng. Cái độ trắng của nó rất là đẹp với chú. Nó là như là một cái màu giống như dạ như thiệt luôn. Nhưng mà nãy chú đeo vô thấy khó chịu không? Nó bị dạ hết rồi, dạ hết rồi. Cứng luôn rồi hả? Ờ. Rồi. Một lần nữa là cảm ơn tiếng hát của chú Long, cảm ơn bác sĩ Phước đã tài trợ vô bộ răng. Cảm ơn nha khoa HP nha. Dạ, tới năm nay được phát triển nhiều hơn để giúp đỡ những người như tôi. Dạ. Rồi. Cảm ơn chú.